Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Cộng đồng ASEAN, một chương trình mới của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình giới thiệu lịch sử văn hóa, hình ảnh dân tộc các nước Đông Nam Á, sự phát triển kinh tế xã hội các quốc gia, những vấn đề ASEAN phải đối mặt, sự hợp tác cùng giải quyết các vấn đề trong cộng đồng, vai trò, trách nhiệm, vị thế của Việt Nam trong cộng đồng ASEAN. Ngay sau đây, chúng ta cùng đến với phần điểm tin tức đáng chú ý. Nhà chức trách Thái Lan đã thắt chặt kiểm soát an ninh tại thành phố Hat Yai, tỉnh Songkhla, đô thị lớn nhất miền Nam nước này, sau khi nhận được thông tin tình báo về khả năng xảy ra các vụ tấn công của những phần tử Hồi giáo nổi loạn ly khai. Các lực lượng an ninh và giả phá bom mìn hiện đã được huy động tuần tra 24/24 giờ trên toàn thành phố Hat Yai. Các máy giả sóng kích nổ bom mìn cũng được lắp đặt tại nhiều khu vực. Những khu vực được tập trung kiểm soát là các trung tâm thương mại và giao thông công cộng ở Hat Yai. Các biện pháp trên được áp dụng sau khi Bộ Chỉ huy các chiến dịch an ninh nội địa Thái Lan và nhà chức trách tỉnh Pattani nhận được thông tin rằng một nhóm nổi loạn tại tỉnh Songkhla có âm mưu tiến hành các vụ đánh bom ở Hat Yai kể từ khi bùng phát làn sóng bạo lực do cuộc nổi loạn hồi năm 2004 của các phiến quân Hồi giáo miền Nam Thái Lan, đã có ít nhất 6.500 người thiệt mạng. Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore thông báo nước này quyết định đầu tư trên 500 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy ngành du lịch trong 5 năm tới. Tổng cục Du lịch Singapore cho biết, chiến lược trong 5 năm tới là nỗ lực tiếp thị tại các thành phố ở Trung Quốc, Indonesia và Ấn Độ, đồng thời khám phá những thị trường mới như Myanmar. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng xây dựng một kho lưu trữ thông tin để các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, lữ hành có thể chia sẻ và trao đổi các thông tin về hoạt động, dịch vụ, từ đó nâng cao hiệu quả trong việc thu hút và kinh doanh du lịch, đặc biệt là biến Singapore trở thành một điểm hấp dẫn du khách thông qua việc kích hoạt các ứng dụng điện thoại di động và các quầy du lịch thông minh. Sau nhiều năm hư hỏng, hệ thống đường sắt Campuchia đang được tiến hành khôi phục để phục vụ chuyên chở hành khách và hàng hóa trong nước, cũng như nối liền với hệ thống đường sắt của các nước trong khu vực. Tuyến đường sắt từ Phnom Penh đi Pattaya Manchay đã bắt đầu đi vào hoạt động. Ngoài ra, các tuyến đường sắt Phnom Penh Koh Phod, tuyến Phnom Penh Sisophon thuộc địa phận tỉnh Pattaya Manchay nối liền với tuyến đường sắt Thái Lan hiện cũng đang được sửa chữa. Việc khôi phục lại các tuyến đường sắt của Campuchia sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động vận chuyển hàng hóa, hành khách và tạo sự liên kết giữa các khu vực trong nước, nhất là giúp nối liền hệ thống đường sắt của Campuchia với các nước trong khu vực ASEAN. Đây được coi là một sự kiện lịch sử của giao thông Campuchia sau hơn 30 năm hệ thống đường sắt bị hư hỏng. Trước tình hình giá mủ cao su thế giới liên tục sụt giảm, gây khó khăn cho người nông dân, thời gian qua, giới chức Lào đã tìm nhiều biện pháp hỗ trợ ngành cao su, trong đó có việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu mặt hàng này. Công ty xuất nhập khẩu và xúc tiến nông nghiệp Buntan của Lào đã ký hợp đồng xuất khẩu 10.000 tấn mủ cao su đã qua chế biến mỗi năm với công ty Ramana Trading Thái Lan trong vòng 5 năm tới. Đây là kết quả của một trong những biện pháp hỗ trợ ngành cao su của chính quyền các cấp của Lào. Theo hợp đồng, công ty Buntan sẽ bắt đầu xuất khẩu 100 tấn mủ cao su đã qua chế biến sang Iran trong tháng 5 tới. Đây là lần đầu tiên Lào ký được hợp đồng xuất khẩu mủ cao su đã qua chế biến cho một nước tại khu vực Trung Đông. Công ty Ranama cho biết sẽ sử dụng cao su nhập khẩu để sản xuất lốp, găng tay cao su và các sản phẩm liên quan tới cao su khác. Mạng lưới đường bộ được cải thiện cùng với hệ thống tiếp cận tích hợp của ngành nông nghiệp là những yếu tố quan trọng đang giúp những người nông dân dọc hành lang kinh tế Đông Tây trong tiểu vùng Mekong gia nhập thị trường nông sản hữu cơ đầy tiềm năng, mang lại nguồn lợi nhuận cải thiện cuộc sống. Tại hội nghị Bộ trưởng tiểu vùng sông Mekong mở rộng lần thứ 8, tổ chức ở Philippines năm 1998, sáng kiến hành lang kinh tế Đông Tây đã được đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển và hội nhập kinh tế giữa bốn nước Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Hành lang này đã chính thức được thông tuyến vào cuối năm 2006. Người dân sống dọc hành lang phần lớn là những người nghèo nhất trong các nước thuộc tiểu vùng sông Mekong. Phương pháp canh tác truyền thống lạc hậu, nông dân thiếu kiến thức về kỹ thuật sáng tạo và cơ hội thị trường khiến hiệu quả của hoạt động sản xuất nông nghiệp thấp. Tuy nhiên, mọi thứ đang dần thay đổi nhờ tuyến đường bộ dài 1.450 km dọc hành lang này. Người nông dân hiện có cơ hội phân phối sản phẩm nông nghiệp tới những thị trường xa và tiềm năng hơn trong khu vực. Theo các chuyên gia, hệ thống phân phối tốt hơn mới chỉ mang lại thắng lợi một nửa. Người nông dân dọc hành lang kinh tế Đông Tây cần phải tăng giá trị sản xuất nông nghiệp thông qua canh tác hữu cơ nhằm nâng cao thu nhập. Hoạt động này cũng đã và đang nhận được sự hỗ trợ tích cực của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB. Người nông dân có thể dễ dàng áp dụng phương pháp này mà không cần phải đầu tư lớn. Bất cứ hộ gia đình nào cũng có thể thực hiện được trên chính mảnh đất của mình. Nhu cầu về các sản phẩm hữu cơ là rất lớn, không chỉ thực phẩm mà còn các nguyên liệu thô.
Khái niệm chuỗi giá trị được đưa ra nhằm cải thiện hoạt động kinh tế trong hành lang này. Chuỗi giá trị phát triển bởi các nhà sản xuất, thu gom, xử lý, bán buôn và bán lẻ, hình thành các cụm kinh doanh. Hành lang kinh tế Đông Tây có tiềm năng rất lớn để tạo nên một hiệu ứng cấp số nhân trong nền kinh tế, nâng cao đời sống của các cộng đồng kết nối. Và những người nông dân địa phương đã bắt đầu nhìn thấy cơ hội lớn. Việc trồng rau hữu cơ ban đầu không cho ngay năng suất cao, mà 2-3 năm sau đó, rau tươi tốt và hoạt động sản xuất nông nghiệp cũng phát triển. Điều này cũng giúp gia đình tôi tự cung cấp thực phẩm. Hành lang kinh tế Đông Tây đã đem lại lợi ích thiết thực và lâu dài cho các quốc gia thành viên, tạo cơ hội cho các quốc gia tiếp cận tốt hơn, không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, mà còn trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất chế biến, tạo điều kiện phát triển cho các thành phố, thị trấn nhỏ dọc hành lang, đồng thời thúc đẩy thương mại xuyên biên giới, thu hút đầu tư từ các nguồn địa phương, khu vực và thế giới. Thưa quý vị và các bạn, Singapore là một trong những nước có ngành y tế phát triển. Mới đây, các nhà khoa học nước này đã nghiên cứu và ứng dụng phương pháp xác định tế bào máu dưới ánh sáng cực tím để đẩy nhanh quá trình xác định bệnh nhân sốt rét và sốt xuất huyết. Phương pháp này cũng mở ra tương lai cho việc xác định nhanh tế bào ung thư. Khoa miễn dịch Đại học Quốc gia Singapore. Giáo sư Go Chi Ching đang chuẩn bị một buổi thử nghiệm trên chuột. Sau khi gây tê, những chú chuột bị cắt hết lông tai và tiêm một loại dung dịch màu vàng. Sau đó tai của chúng được quan sát cẩn thận dưới kính hiển vi. Các nhà nghiên cứu cũng chứa tia cực tím vào những chiếc tai và công việc của họ bắt đầu. Go Chi Ching và Lai Guan, hai nhà nghiên cứu chính tại khoa miễn dịch đang quan sát hệ thống mạch máu nhỏ trong tai chuột. Để làm được điều đó, họ sử dụng công nghệ Luminescence Checker, hay còn gọi là công nghệ phát quang sinh học. Theo đó, một chất lỏng sẽ trở thành huỳnh quang khi bị ánh sáng cực tím chiếu vào. Vì vậy, khi chất lỏng này được bơm vào tai chuột, ánh sáng cực tím chiếu vào, các nhà khoa học có thể quan sát kỹ các mạch máu trong tai chuột dưới kính hiển vi. Với công nghệ mới, các nhà nghiên cứu hy vọng họ có thể phát hiện được sớm bệnh sốt xuất huyết và sốt rét, thậm chí có thể ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ. Ý tưởng để chúng tôi nghiên cứu phát triển công nghệ này rất đơn giản. Đó là làm thế nào để có thể quan sát được các mạch máu. Chúng tôi đã hợp tác với giáo sư Lưu và cũng là đồng nghiệp của tôi để tìm ra câu trả lời. Sốt xuất huyết, sốt rét là những bệnh rất nguy hiểm. Nó cũng khá phổ biến ở Singapore. Bằng các phương pháp thâm nhập đầu dò, chúng tôi thấy rằng đặc điểm chung của những bệnh nhân bị sốt rét, sốt xuất huyết là các mạch máu bị nứt, vỡ hay rò rỉ. Và nếu quan sát được những hiện tượng này, chúng ta sẽ phát hiện được bệnh từ rất sớm. Công ty Luminescell do giáo sư Ben Dung Tang, nhà hóa học tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, và giáo sư Bin Liu, khoa hóa học và phân tử sinh học, Đại học Quốc gia Singapore sáng lập ra. Giáo sư Tang phát hiện ra các chấm phát quang sinh học bất thường lần đầu tiên vào năm 2001 khi ông làm đông các phân tử hữu cơ. Sau đó khi chiếu tia cực tím vào thì các phân tử này phát ra ánh sáng. Các chấm phát quang sinh học rất nhỏ khi đứng đơn lẻ, nhưng chúng sẽ phát ra ánh sáng khá mạnh khi chúng được tập hợp lại. Cũng trong năm 2011, bác sĩ Lưu kết hợp các hạt nano hữu cơ với huỳnh quang và các polymer tương thích sinh học. Các polymer có tác dụng như tấm lá chắn bảo vệ các hạt nano hữu cơ khỏi bức xạ của tia cực tím. Việc áp dụng công nghệ này mở ra cơ hội cho việc điều trị nhiều bệnh nguy hiểm. Chúng tôi rất vui mừng về công nghệ mới này. Từ các kết quả nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng thực tế, chúng tôi vui mừng thông báo chúng ta có thể áp dụng công nghệ phát quang sinh học vào việc khám bệnh. Không chỉ bệnh sốt rét, sốt xuất huyết mà còn nhiều bệnh khác liên quan đến việc nứt, vỡ, rò rỉ mạch máu, ví dụ như đột quỵ. Một khả năng đầy hứa hẹn khác của công nghệ chấm phát quang sinh học này là ứng dụng vào việc chữa bệnh ung thư, đại dịch của cuộc sống hiện đại. Bạn tưởng tượng xem, nếu chúng ta có thể biến các tế bào ung thư thành các chấm phát quang sinh học, qua đó chúng ta sẽ có các hình ảnh chính xác nhất về các khối u hơn bất cứ phương pháp chụp cắt lớp nào. Việc áp dụng công nghệ này đã mang lại nhiều hy vọng mới trong cả khoa học cơ bản và ứng dụng thực tế. Và với việc áp dụng công nghệ này, Singapore tiếp tục chứng minh họ có nền y tế, khoa học phát triển bậc nhất không chỉ ở Đông Nam Á mà còn toàn thế giới. Đến đây thì chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.